bị thì khóc. Cuối cùng coi chừng á, dành hết tình thương cho đứa nhỏ. Đúng, bây giờ là daddy girl, là tối ngày là con đu, cũng nguyên đu, là đu theo ba thôi. Con gái là theo ba mà. Rồi khi mà về á thì ai là người chăm sóc đứa nhỏ? Nguyên chăm sóc hết, tắm bé, tại vì mình đâu có những cái dịch vụ như ở Việt Nam là spa cho bà mẹ rồi massage, không có đâu. Muốn cũng có mà có thì chắc là cũng mắc đó. Nên mình phải tự lo hết rồi tự thay tã này nọ. Cũng có chỉ Chris một vài lần thì nó cũng giúp, nhưng mà nó hậu đậu lắm, trời, nó thay cái tã xong là Nguyên phải end up là thay luôn cái đai giường luôn. Nên thôi mình làm cho rồi luôn đi, mình làm cho rồi chứ trời, mất công mình đã mệt mỏi làm double cái chuyện đó nữa. Phải thay đi thay lại đủ cái chuyện, nên hầu như là Nguyên chăm sóc hết. Rồi sữa thì Mia nó không có chịu bú bình, nó chỉ bú sữa mẹ. Của sữa mẹ thôi. Tới bây giờ vẫn vậy. Lúc mà mới biết tin có bé, mua đủ thứ đồ hết. First time giống như làm cha làm mẹ muốn mua cả cái store luôn. Một cái crib mà mua tới 3 cái, 3 màu. Tôi thích màu hồng, ảnh thích màu xanh. Rồi một cái màu trắng là neutral color. 3 cái rồi Mia nó không nằm cái nào hết. Tại vì cuối cùng là mình dú nó, mình ôm nó kế bên mà đâu có nằm cái nào đâu. Rồi đồ cũng mua cả đống mà bé nó lớn nhanh quá, đâu có xài hết. Rồi cũng một tổng đồ đó. Rồi cuối cùng đồ đó sao? Mình cho đồ này cho mấy bé khác. Tại mình thích cái gì mình cũng ham con đầu tiên mà. Nhưng mà biết vậy để mình rút kinh nghiệm, con đầu tiên mình cũng đừng mua nhiều quá. Đúng là thương thiệt mà cũng phải ít thôi. Đúng rồi. Tới đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa cuối cùng là mình coi nó nhiều cho lát. Trời đâu rồi, đúng là bà mẹ kiểu Mỹ luôn. Thiệt á. Chị làm lúc mà bé 3 tháng. Ba tháng là vậy đi làm lại sớm quá trời luôn. Vậy là trong lúc mà bé 3 tháng đó chị đi làm thì chị gửi daycare. Tại vì cỡ 3 tháng tới 5 tháng là đã gửi được rồi. Thì mình phải quay lại, tại vì cái cuộc sống phải trả bill này nọ thì phải làm. Hai vợ chồng đều làm hết. Chồng chị thì cũng phải chạy xe suốt, tại vì có công ty trucking á. Thì tài xế và chồng chị thay phiên nhau chạy, tại 4 xe thì nhiều khi tối cũng không có gặp nhau luôn. Nhưng mà như vậy thì cái khoảng thời gian mà xa con như vậy á, cái người mẹ sẽ rất là khó chịu. Có, đúng, lúc nào cũng kiểu như khóc vậy đó. Xong rồi nhiều khi đang làm khách cái tự nhiên khóc vậy á, cái xong nó hỏi bị mày bị sao vậy, cái nói trời tao nhớ con quá rồi. Trời, học đưa nó đi học mà nó không có khóc, mình khóc. Mọi người, mình tên là Thảo Nguyên. Mình sống ở Temecula, có một bé gái tên là Mia, bây giờ bé đã 3 tuổi rồi. Thì giờ thì ai đang giữ bé? Bây giờ bé cũng đi nhà trẻ, chị nhà trẻ mà dưới 3 tuổi á. Rồi cuối tuần thì ba giữ phụ với chị, tại chị cũng đi làm suốt. Tại vì mình có một cái salon thẩm mỹ về da, về nối mi và phun xăm ở dưới Temecula. Vậy thì cái thời gian lúc mà mình mang bầu á, thì nó có thay đổi về vợ chồng, về công việc và những cái mà tạo stress cho mình không? Rất nhiều. Nhất là khi mà mình mang bầu ở Mỹ, sinh con ở Mỹ, nuôi con theo cách Mỹ và lấy chồng người Mỹ. Chị quen chồng chị lúc mà chị đi học đại học ở bên Singapore. Học tới năm 2 nhưng mà chờ tới 4 năm mới cưới. Nó phải thuyết phục 2-3 năm mới cưới được. Xong rồi tốt nghiệp xong bên Sing mới bắt đầu qua đây là hai vợ chồng tự làm, tự lo cho nhau, đâu có ba mẹ nào đâu. Rồi tới lúc mà qua đây được 1 năm vẫn không có con được. Mà thật ra Nguyên với lại chồng Nguyên là 4 năm mới có được một đứa con, tại khó có con. Tức là cố gắng nhưng mà vẫn không có con được. Tại vì chồng của Nguyên hơi bị lớn tuổi, lớn hơn Nguyên tới 21 tuổi lận. Lúc mà Nguyên biết là Nguyên có bầu thì lúc đó là vẫn còn đi làm. Tại vì trước khi làm về beauty thì có làm thiết kế đồ họa. Tại vì cái gốc là học bên mỹ thuật thì làm thiết kế đồ họa được 1 năm. Thì lúc đó là đang chạy xe trên freeway, nó có tới 6 làn xe lận. Thì lúc đó đang lái xe gì đó, ngủ gục trên cái vô lăng luôn. Trời ơi, không hề biết là mình ngủ gục luôn. Tới rồi cái xe ở phía sau nó bấm chuông á, bấm kèn á, thì mới giật mình dậy, thì mới biết là mình đang ngủ. Và tiếp tục như vậy trong một tuần. Một tuần đó ngủ liên tục luôn, mà ngủ trên xe luôn. Cái giật mình dậy, cái nó có vẻ không ổn. Xong rồi ăn uống thì cũng không có thuận lợi, lúc nào ăn cũng mắc ói. Cái hỏi mẹ là không biết có sao không, cái mẹ nói thôi đi thử đi. Mà cũng không dám mua qua thử nữa, tại vì sợ thử rồi khi nào mà mình không có cái mình lại buồn nữa. Tại thử hoài, thử hoài mà cũng đâu có đâu. Đó thì cũng không dám đi mua qua thử luôn. Cái mới rủ một nhỏ bạn đi văn phòng bác sĩ thử thiệt luôn á. Thì có. Nhưng mà cái này thì thắc mắc là tại vì á, cái vấn đề là người phụ nữ mà biết mình mang thai á thì cái kinh của mình nó sẽ bị tắc. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì trước giờ kinh của Nguyên cũng không có đều nữa. Mà Nguyên với chồng Nguyên cuộc sống bận rộn nên đi về cũng mệt mỏi, ít khi nào mà ngủ với nhau lắm.
lúc là gọi báo cho nó thì nó cũng không tin, cái nó mày giỡn hả? Ủa mà nó là ai vậy? Nó là chồng chị. Dễ thương okay. Không, tại là chồng chị mày. Là Mỹ chị hay kêu nó chứ chị không có kêu anh được, thấy nó kỳ kỳ. Thảo không có giới thiệu là chồng Thảo là người Tây nên là nó mình nó có nên kêu anh không? Cái này ảnh kêu ảnh thì ảnh cũng không tin là ảnh có con. Tại vì thấy trời cố gắng quá trời luôn mà được cái là lần đó là con lần thôi mà dính luôn á, trong vòng mấy năm đó đó một vậy lần là định mệnh đúng không? Đúng vậy mà trước đó cố gắng quá trời cũng không có luôn. Xong rồi sau đó gửi giấy bác sĩ cho nó coi thì nó mới tin, thì nó nói ủa vậy là tao được làm cha rồi hả? Làm cha lúc 51 tuổi, đứa con đầu tiên. Khi mà mang thai như vậy á, có thấy khó khăn không? Tài chính thì cũng không tới nổi, tại vì hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm việc, nhưng tâm lý rất là bất ổn, rất là psycho luôn, rất bất ổn. Tại vì không có gia đình ở bên đây, không có mẹ gì hết, chỉ có mình Nguyên với lại chồng Nguyên. Mà lúc đó chồng Nguyên là làm ở xa, ở bang North Dakota, là làm cho công ty dầu mỏ, là cũng phải cách bao nhiêu tiếng bay đó, rồi cứ mình cứ phải ở nhà một mình thui thủi vậy. Lúc đó là đã biết là mình có bầu nên không dám chạy xe nữa, tại sợ chạy xe là ngủ gục nữa, rồi nhiều khi đụng người ta mình đâu biết được, nên cho ở nhà. Xong rồi giống như mình kiểu như trong bốn bức tường vậy. Mà khu của Nguyên ở là đâu phải như khu này đâu, ở Tuốt, ở Temecula là chỉ khu người Mỹ thôi, không có đồ ăn Việt Nam, không có người Việt Nam để mà nói chuyện, giống như là mình bị nhốt hiền trong cái tù vậy đó. Trong bốn bức tường vậy. Mình nghĩ muốn về Việt Nam mà nghĩ trời bay 19-20 tiếng nghe thấy nản rồi, ngán nữa chứ. Đúng rồi, trời, kinh khủng. Mà thấy giống như kiểu cô đơn vậy, giống như không có chồng bên cạnh, rồi mình còn ủa tại sao mình phải ở đây, tại sao mình phải có bầu, tại sao mình ở đây trong khi ở nhà có ba mẹ lo cho mình, kiểu như bị tủi thân vậy. Xong rồi cũng hành hạ chồng biết bao nhiêu lần, kêu nó về, nói mày phải cho tao về Việt Nam không, tao không sống nổi đâu. Nhưng mà cũng nghĩ ngu ngốc nhiều lần đó. Ngu ngốc là sao? Muốn tự tử á. Thiệt luôn á hả? Tại vì bị nhiều cái chuyện stress lắm, rồi gia đình ở Việt Nam đủ thứ chuyện hết, những như nó dồn nén vậy. Nó dồn nén bên trong vậy. Lại tại thật ra xong rồi chồng của Nguyên phải bay về từ North Dakota, lúc nào cũng khóc hết đó, khóc những cái chuyện rất là vu vơ cũng khóc nữa. Bay về xong rồi nó thấy Nguyên khóc thì nó cũng khóc luôn. Mà công việc cũng không có cho phép, mà lúc mà mới có mình cũng không dám đi máy bay, sợ nó tuột hay sao đó. Sợ nó ấy, mình cũng ráng giữ 3 tháng rồi mới dám bay. Thì tới tháng thứ 5 thì lúc đó hai vợ chồng mới về Việt Nam, thấy nó ổn định rồi mới về. Chứ trước đó là cũng mệt mỏi lắm, cũng tự hành hạ hai đứa, tự hành hạ nhau. Su cứ khóc rồi hành hạ nó, rồi nó ảnh hưởng, nó không làm việc được. Nhưng mà có nghĩa là nếu như mà mình tự tử thì cái ngày đó mình tự tử á, thì ngày hôm nay mình không có một đứa nhỏ xinh đẹp ra đời không? Ừ. Nhưng mà lúc đó mình không nghĩ tới như vậy đâu. Mình cứ nghĩ ở cái moment đó, cái khoảnh khắc đó là chịu hết nổi, như nó bị over rồi, quá sức của mình rồi. Nhiều khi mình cần, nhiều khi mình bị ngán, mình đâu có nấu ăn được đâu. Mà mình đói nhưng mình lại không nấu ăn được. Cũng đâu có ai ở đó ăn. Người ra tối ngày cứ ăn mì gói hoài. Mà em nghĩ đi, em có bầu mà em ăn mì gói một tháng em cũng đâu có chịu nổi. Nhưng mà kiểu như mình bị ức á. Mà trời, không có một cái gì để ăn hết. Mà chị đâu có ăn được mấy cái đồ Mỹ đâu, chị không thích ăn đồ Mỹ. Thì cứ vậy em cứ lấy mì gói chế vô ăn. Mấy đứa bạn mình ở Việt Nam trời ăn bún bò, phở, tùm lum thứ hết. Mình ở đây ngậm ngùi ăn mì gói. Mở YouTube ra coi mấy cái đồ ăn, xong rồi ăn mì gói tưởng tượng là mình ăn mấy cái món ở Việt Nam. Trời, cái gì mà khổ dữ vậy. Trời ơi, Nguyên đâu có ở đây đâu. Nhiều khi Hiền ở đây Hiền thấy trời mọi thứ Hiền phải qua cái khu của Su Nguyên. Chỉ có McDonald's, rồi đồ mễ, rồi fast food nhiều đúng không? Chỉ có mình tự nấu, mà lúc đó mình ngán mình đâu nấu nổi đâu. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mang thai như vậy á, mà mình cái tâm lý mình bất ổn như vậy, nó rất là ảnh hưởng đến đứa nhỏ. À, bác sĩ có nói là nếu mà cứ tiếp tục vậy á, nó ảnh hưởng tới tâm lý. Tại lúc đó chị cái gì chị cũng khó chịu hết, không thích nào, như mình ghét cả thế giới vậy đó. Ghét luôn chồng luôn, luôn vậy ghét cả thế giới, ghét quá, đừng đứng gần nữa vậy? Này nọ. Bởi trời, chị nhớ nha, lúc mà chị đi chợ Việt Nam, lúc chị khó chịu mà cái bầu nặng nề đi một bịch. Cái anh cashier nói em ơi có bầu em vui vẻ lên. Em khó chịu quá, mốt con của em nó cũng khó chịu nữa đó. Trời, chị nhìn cái anh đó chị nói bực mình ghê nha, kệ anh ta đi. Xong rồi đúng là đẻ đứa con nó khó chịu thiệt. Mà từ từ nó tươi ra. Thấy chưa, người ta nói có. Mà phụ nữ mà mang không, bầu cái này có. Ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi cái lúc mang thai như vậy mình có lên ký không? Ngán tới 8 tháng không ăn uống được gì hết, nằm vật vã, xong rồi đi truyền nước biển. Không lên ký cho tới tháng thứ 7 thì có thể là lên 10-15 ký rồi. Rất là nhỏ. Lúc mà Nguyên 5 tháng vẫn không ai biết là Nguyên có bầu, bụng vẫn rất nhỏ. Tới lúc tháng thứ 8 thì nó bắt đầu nó pop lên, nó bự. Mà khi mà nó bự, nó rất bự. Đúng, nhìn vô như là đó. Nhìn vô như là đẻ sinh đôi vậy, ai cũng nghĩ là đẻ sinh đôi hết. Mà tại vì bé cũng lai á, nên nó bự quá. Lúc mà đẻ là chắc cũng phải
3,8 kg là bự so với cái size của Nguyên đó. Rồi chưa kể trời ơi, lúc có bầu bị nổi mụn, mà thì mới nói mụn ở ngực, trời trước giờ mình đâu có bị đâu, trời xấu xí quá rồi này nọ, trời mập này nọ, rồi có cảm giác như chồng cũng không có nhìn mình, mặc dù trước đó nó cũng chả nhìn mình. Trời vậy cưới gì? Tôi không vậy, không hiểu. Có nhiều người á, người ta nghĩ là Mỹ khen nhiều lắm, nhưng mà chồng cũng quen kiểu lạnh lùng, khuôn lạnh lùng thì nó lo, tại vì hai cái độ tuổi á, cái chênh lệch tuổi. Chỉ có lúc mà mới quen nhau á, bồ bịch á thì có nói, rồi bây giờ là cũng chả có nói luôn, chắc ngày nói chuyện được mấy tiếng. Rồi lúc mà đi đẻ vậy á thì ảnh có đi theo không? Có, lúc đó là bác sĩ cho mình cái due date là ví dụ như ngày mai là vậy đó, thì mình biết là ngày mai hoặc là ngày mốt gì sẽ đẻ. Thì mình cũng chuẩn bị sẵn một cái túi là có đồ này nọ, thì mình kiểu Việt Nam mà có gì cũng nhồi nhét vô, đồ đẹp để cho con chụp hình này nọ. Mà thật ra sau đó nó cũng chả có xài nữa. Rồi chuẩn bị cái túi, rồi chuẩn bị bộ đồ đó cho chồng mình mặc để có gì chụp chung luôn. Rồi mình cũng chuẩn bị một bộ đồ để match lại bộ đồ của con mình để chụp hình. Nói chung mọi thứ rất là hoàn hảo. Xong rồi trước đó một ngày còn đi sân si đi nói mi nữa cho nó đẹp. Nó nói quá nhiều, nó nói mi cho Xuân, cho Nguyên quá nhiều. Mình mở mắt không lên luôn á. Really? Xong rồi hả, cũng không thích, rồi cũng bực mình, rồi ghét cả thế giới tiếp. Xong rồi muốn khóc mà không dám khóc, sợ bị rớt mi. Tại vì ngày mai sắp đẻ rồi, cũng ráng. Rồi tới lúc mà khoảng 11 giờ tối là thấy bắt đầu có cơn quặn. Thì bác sĩ nói là nhiều khi nó quặn vậy thôi chứ nó cũng chưa có đẻ liền, cũng phải mất mấy tiếng, thì cũng tàn tàn. Đã tắm rửa trước đó rồi, bắt đầu cũng make up này nọ, đã có nói mi rồi, đâu cần làm gì nữa đâu. Rồi đánh phấn này nọ, rồi mặc đồ màu hồng, rồi chuẩn bị một cái đồ màu hồng để cho bé chụp hình, rồi kêu Trích dậy chuẩn bị đi đẻ. Cái nói chưa đâu, còn mấy tiếng nữa mới đẻ. Cái mình cũng tàn. Rồi tới lúc mà cảm thấy là nó đã xà xuống rồi, nó sắp ẻn ra rồi, được cái là hả, bệnh viện cũng gần, cỡ 10 phút chạy xe. Cái kêu nó dậy, chở đi. Rồi vô bệnh viện thấy trời mấy đứa kia nằm cái bên la quá trời luôn. Mới đầu cũng la, mà trời mấy đứa kia còn la hơn nữa, nên thôi cũng im luôn, giữ sức để hồi nữa biết thế nào nó còn la hơn. Nó chích cho Nguyên thuốc giảm đau. Chích ở đâu? Chích sống lưng nè. Mà nó chích quá sớm. Tại vì Nguyên đau đẻ tới 21 tiếng rồi. Nó chích quá sớm thì gần tới lúc mà đẻ nó đau lại. Trời ơi. Mà lúc đó Nguyên cũng hỏi chồng của Nguyên là ê cái mũi thuốc nó nhiêu vậy. Cái mà nói trời con nhiều đâu có 10.000 đô à. Tôi nói đừng để nó chích lần thứ hai nha. Để 10.000 đô đó cho tôi. Xong rồi tôi quyết tâm là tôi không chích luôn. Chịu luôn 21 tiếng. Chắc là cũng phải chịu mười mấy tiếng là 2-3 tiếng là nó đã hết tác dụng rồi. Rồi chịu đau vậy thôi, rồi xong rồi chưa. Tại vì thường là mình khi mà mình đẻ con á là mình có book một người bác sĩ riêng. Mà được cái là lúc đó buổi tối cái bà bác sĩ đó chắc bà ngủ quên rồi. Trời thì ơi, cái bà y tá vậy? Là bà y tá bà nói là mày yên tâm đi, tao sẽ take care mày. Rồi cứ rặn đi, rồi tao sẽ take care, rồi từ từ bác sĩ sẽ tới. Thì bà cứ ráng để cho mình rặn theo cái nhịp vậy đó. Rồi lúc mà gần ra rồi nha, thấy luôn tóc của Mia, tóc của bé rồi, bà mới lấy cái kiếng để phía trước nè, để mình thấy tóc của bé, để mình biết là sắp ra rồi, cố lên. Gần ra rồi cái bà nói là khoan đừng rặn nữa, bà bác sĩ sắp tới, bà đang gửi xe. Cái tôi cũng có niềm tin, bác sĩ sắp tới rồi, cái cũng ráng giữ một chút. 30 phút bà chưa gửi xe xong nữa. Trời ơi. Xong sợ. 30 phút nói ủa bác sĩ mà gửi xe, mà trong khi gửi xe dưới đất mắc gì lâu vậy. Cái tôi không chịu nổi được nữa, cái tôi phải xả ra luôn. Xong lúc đó là một tiếng sau bà bác sĩ bước vô, chúc mừng nha mày có con rồi. Là thì cuối cùng là từ đầu tới cuối là bà y tá làm hết. Là vừa mới ra là nó nhẹ hẳn liền. Mà lúc đó Nguyên cũng lì lắm, Nguyên cũng la la thôi chứ cũng chả có khóc gì. Thằng Trích cái bên đứng khóc. Đó là em đang định hỏi rồi, lúc đó giống như là sao đó. Giống như là rất là ủy lụy nha, đứng khóc nữa, nó trời cái gì đó khóc đẻ là xong mà. Vậy cái này là ngược lại chị, đầu tiên là rất là cool boy, cool man gì đó, xong rồi giờ lại tại vì biết sao đó là con đầu tiên của nó, lúc mà như nó 51 tuổi mới có đứa con gái đầu tiên, xong rồi được cắt rúng cho bé, cầm cắt rung rung. Nó nói là tao có nên cắt không, lỡ cái bé có bị đau không, nó cắt đi cho xong giải quyết vấn đề. Trời ơi dễ thương quá. Đó xong rồi cắt rồi để lên ngực rồi. Em biết rồi, em bé mới đẻ ra nó đâu có phải dễ thương. Nó nhăn nhúm như lợn khỉ vậy đó. Mà mắt nó cũng nhỏ nữa. Em bé thì nó phải vậy rồi từ từ nó mới mở ra. Đưa ra phòng riêng rồi xong rồi ảnh cũng thích nó mà bồng suốt vậy đó. Tại vì theo như Thảo nói á là ảnh là cái người giống như là không có tình cảm, không có nói I love you hay là tự cãi với lại Thảo. Nhưng mà khi mà đứa nhỏ ra đời thì ảnh lại bị bổ òa đó. Thì cuối cùng coi chừng á, dành hết tình thương cho đứa nhỏ. Đúng, bây giờ là daddy girl, là tối ngày là con đu, của Nguyên là đu theo ba thôi. Con gái là theo ba mà.
Rồi khi mà về á thì ai là người chăm sóc đứa nhỏ? Nguyên chăm sóc hết, tắm bé, tại vì mình đâu có những cái dịch vụ như ở Việt Nam là spa cho bà mẹ rồi massage, không có đâu. Muốn cũng có mà có thì chắc là cũng mắc, nên mình phải tự lo hết rồi tự thay tã này nọ. Cũng có chỉ Chris một vài lần thì nó cũng giúp, nhưng mà nó hậu đậu lắm, trời, nó thay cái tã xong là Nguyên phải end up là thay luôn cái đai giường luôn. Nên thôi mình làm cho rồi, đun đi, mình làm cho rồi chứ trời, mất công mình đã mệt mỏi làm double cái chuyện đó nữa, phải thay đi thay lại đủ cái chuyện, nên hầu như là Nguyên chăm sóc hết. Rồi sữa thì Mia nó không có chịu bú bình, nó chỉ bú sữa của sữa mẹ thôi. Tới bây giờ vẫn vậy. Lúc mà mới biết tin có bé, mua đủ thứ đồ hết. First time, giống như làm cha làm mẹ muốn mua cả cái store luôn. Một cái crib mà mua tới 3 cái, 3 màu. Tôi thích màu hồng, anh thích màu xanh. Rồi một cái màu trắng là neutral color. 3 cái rồi Mia nó không nằm cái nào hết. Tại vì cuối cùng là mình vú nó, mình ôm nó kế bên mà đâu có nằm cái nào đâu. Rồi đồ cũng mua cả đống mà bé nó lớn nhanh quá, đâu có xài hết. Rồi cũng một tổng đồ đó. Rồi cuối cùng đồ đó sao? Mình cho đồ này cho mấy bé khác. Tại mình thích cái gì mình cũng ham ham, con đầu tiên mà. Nhưng mà biết vậy để mình rút kinh nghiệm, con đầu tiên mình cũng đừng mua nhiều quá. Đúng là thương thiệt, mà cũng phải từ ít thôi. Đúng rồi. Tới đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa cuối cùng là mình coi nó như cho lát. Trời đâu ơi, trời ơi. Đúng là bà mẹ kiểu Mỹ luôn. Thiệt á. Chị làm lúc mà bé 3 tháng. Vậy đi làm lại sớm quá trời luôn. Vậy là trong lúc mà bé 3 tháng đó chị đi làm thì... Thì chị gửi daycare. Tại vì cỡ 3 tháng tới 5 tháng là đã gửi được rồi. Thì mình phải quay lại. Tại vì cái cuộc sống phải trả bill này nọ thì phải làm. Hai vợ chồng đều làm hết. Chồng chị thì... cũng phải chạy xe suốt, tại vì có công ty trucking á, thì tài xế và chồng chị thay phiên nhau chạy, tại 4 xe thì nhiều khi tối cũng không có gặp nhau luôn. Nhưng mà như vậy thì cái khoảng thời gian mà xa con như vậy á, cái người mẹ sẽ rất là khó chịu. Có, đúng, lúc nào cũng kiểu như khóc vậy đó, xong rồi nhiều khi đang làm khách cái tự nhiên khóc vậy á, cái xong nó hỏi bị mày bị sao vậy á, cái nó trời tao nhớ con quá rồi. Trời học, đưa nó đi học mà nó không có khóc. Mình khóc, mình đứng trước cửa mình khóc, xong mình vô mình khóc với khách luôn. Xong nó nói là đừng lo, tại vì những người đó là người ta đã biết, nó mở cái dịch vụ đó là nó là cô giáo rồi, thì nó biết cách chăm trẻ, đừng lo, cứ lo làm việc thôi. Không phải đâu, tâm lý của người mẹ nào cũng vậy. Đúng rồi. Khó nói lắm, kêu không lo nhưng mà không đúng lo rồi. Không được, giúp con em vậy, con em đi học mà em khóc, chị ơi, khổ ghê. Nó chưa khóc là em khóc chứ. Đúng rồi, mình cũng phải khóc một tuần mới bắt đầu quen được với lại cái chuyện mà phải xa nó. Tại vì 3 tháng, em nghĩ thì 3 tháng nó rất là tiny, nó nhỏ lắm. Đúng rồi. Sáng đưa bé đi làm xong vô tiệm làm, xong rồi làm khách xong đi đón bé rồi về chăm. Đúng là bà mẹ kiểu Mỹ hay chị ha? Rồi tất bật hết trơn. Đúng làm rồi. Chuyện khác. Đúng rồi. Ở bên đây thì các bà mẹ bỉm sữa kiểu phải Mỹ là phải đi làm. Nhưng mà thường mà đẻ xong á là dễ bị stress lắm á. Và trầm cảm. Tới bây giờ vẫn còn stress, tới bây giờ vẫn còn bị. Lâu lâu nó như nó nhè nhói lên á, như chờ tới cơ hội cái nó phụt ra vậy. Tức là như là mình đã có cái gốc ở trong người rồi. Tại vì em nghĩ đi, Hiền nghĩ đi, ở đây đâu có ba mẹ đâu. Mình muốn, ví dụ như mình giận chồng đi, ở Việt Nam Hiền có thể qua nhà mẹ ở mấy ngày, kiểu như để chồng năn nỉ qua. Giờ mình đi đâu giờ? Mình đâu thể nào qua nhà mẹ chồng của mình ở đâu được. Thì mình vẫn phải chịu ở trong cái nhà đó, nhìn mặt lẫn không nhau. Sao đó chị, mời chồng chị ra ngoài. Không mời rồi mà nó không có đi em. Đã đó rồi, đã luôn. Có người tình rất là thiên thần đó. Em bé rồi cho nên là sẽ không bao giờ đi đâu. Không bao giờ rời khỏi cái giường đó. Nhưng mà cái vấn đề là, ủa, ba mẹ Thảo không qua hả? Có qua lúc mà sinh bé, mẹ có qua. Nguyên sinh bé là ngay ngày sinh nhật của mẹ chồng luôn. Không có plan luôn mà nó hay ra đúng ngày sinh nhật. Vậy là chắc là bà nội là lúc lại rất là thương bà nữa. Bà nội thương lắm đúng không? Sao cái nhéo ấy? Thì tại vì suy cũng lớn tuổi rồi, 78 rồi thì cũng biết có cháu vậy chứ cũng không có ẩm nổi nữa. Thì mẹ Nguyên với lại mẹ chồng lúc đó là có trong cái ngày mà cái phòng đẻ chung với lại Chris luôn. Mà lúc đó thấy la quá nên sợ quá, hai người đó bỏ trốn ra ngoài. Lúc mà đẻ con ra rồi thì mới vô ôm ấp thôi. Đúng là một sự nó khác. Mà lúc đó là mẹ chỉ qua được đúng lúc đó thôi. Mà mẹ Nguyên thì giỏi về việc nhà nhưng mà cũng không giỏi về nấu ăn. Nên mình cũng phải vừa nấu cho mẹ, vừa nấu cho chồng, vừa nấu cho con. Thì mình vẫn phải làm những cái việc mình làm bình thường. Rồi mẹ cũng gần đứa nhỏ nhiều mà đúng không?
gần nhiều nhưng mà mẹ không có quen chăm sóc bé đó nên cũng hơi bị lộng cộng á, tại vì bao nhiêu lâu năm quá rồi, lâu quá rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ làm cho Thảo có một cái bị gọi là gì ta, một cái stress á, áp lực thêm. Đúng rồi, rất đúng. Và nó tạo lên cái nó tăng dần cái cảm xúc. Giống như mình phải lo cho mẹ và lo cho con và lo cho chồng nữa thì cũng mệt á. Và nhất là nhiều khi hai mẹ con ở xa thì rất là yêu thương nhớ nhau, ở gần đó ở gần thì cũng hơi bị mệt, hơi bị khắc khẩu. Hình như chị cảm giác là em cũng vậy. Em đang có cảm giác đó đúng không? Dạ đúng rồi, rất là đồng cảm chị. Em cũng vậy, em với bố mẹ em xa nhau hơn 10 năm và bây giờ khi ở chung giờ nổi cái chuyện chăm con á, chín người mười ý. Cha mẹ thì ai cũng thương con cái, mà rồi thương con cái là một phần, thương cháu của mình. Dạ, tâm lý rồi. Tới bây giờ khi mà nói chuyện với Hiền cũng vẫn bất ổn đôi chút. Cụ thể là như nào chị? Đúng rồi. Cũng hay bị buồn vu vơ á. Thì đó là bị trầm cảm rồi. Đúng rồi. Buồn nhưng mà kiểu như mình không biết nói với ai, tại nói với chồng của mình thì chồng của mình cũng không hiểu, tại như là hai thế hệ vậy á. Rồi chưa kể còn về cultural nữa, văn hóa nữa, cái cách dạy con nữa. Mình thì muốn dạy theo kiểu này, còn nó muốn dạy theo kiểu này. Rồi ngôn ngữ, mình muốn nó học tiếng Việt. Rồi thằng này nó cho học tiếng Anh trước đi, rồi từ từ thủng thẳng rồi học tiếng Việt. Nhưng ở cái tuổi này là bé học ngôn ngữ rất là tốt. Đúng rồi, 3 tuổi. Đừng chờ tới kiểu 10 tuổi hay là sau này. Rồi sau khi sanh á, thì cái sức khỏe của mình nó có thay đổi không? Có những thứ mà lúc trước mình rất là đầy đặn nhưng mà bây giờ nó cũng lủng lẳng. không lo đâu. Nó vẫn ở đó nhưng mà nó chuyển sang một cái hình dạng khác. Không, nó hơi đi xuống xíu chứ không chị? Không, nó lủng lẳng luôn đó. Nó là hai cọng dây luôn. Vậy là phải đi tập rồi. Nhưng mà người ta tập phải có cái gì đó nó mới lên. Cái đó là da chị. Cái này da em tập bằng cách bị lưu. Chị tập bằng cách nào? Em chỉ có cái là em nhấc lên thôi. Chứ em tập bằng cách nào em chỉ có thể độn vô thêm thôi. Đó là da sao chị tập. Ví dụ như em chỉ có thịt, chỉ có cơ thì tập thì nó mới lên. Còn cái này đâu có gì nữa đâu. Tại vì không bú bé không bú bình. Bú nguyên thôi. Tới bây giờ 3 tuổi vẫn còn bú. Từ lúc mà đẻ mẹ tới giờ 3 năm là cũng đâu ngủ với nhau đâu. Vậy là coi như là không có không. Sinh hoạt vợ chồng là dường như là ngừng luôn ở đó luôn. Vậy thì nó rất là ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Ảnh hưởng đến người phụ nữ chứ, rồi mối quan hệ giữa đúng. Hai vợ chồng. Mình bị ảnh hưởng đây nhưng mà mình bị tưởng tượng ra bộ mình xấu xí lắm hả này nọ. Cũng không hiểu nữa, chắc là có thể là chồng của Nguyên lớn tuổi rồi, đúng không? Nhưng mà sao mình không ngồi xuống để mà cùng đã nói rồi chọn và cái... nói rất là nhiều lần rồi mà kỳ không ha. Vậy thì qua chương trình này thì ông Nguyên có muốn nhắn nhủ gì với lại ông xã của mình không? Tại vì Hiền nghĩ là khi mà ông xã mà được lắng nghe những cái điều mà Thảo Nguyên không bao giờ nói, nhưng mà qua chương trình này có thể là Hiền sẽ nghe và một cái chút gì đó Hiền sẽ suy nghĩ lại. Thì cũng mong là tại vì Nguyên qua đây là cũng bỏ hết mọi thứ, thứ nhất ở Việt Nam, thứ hai là bỏ mọi thứ ở Sing, tại Nguyên ở Sing cũng 4-5 năm rồi. Vừa tốt nghiệp ra là có offer job nhưng mình bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy theo một tình yêu. Thì hy vọng là chồng Nguyên thấy được cái sự hy sinh của mình. Mình cũng là phụ nữ mà nhà Nguyên cũng chỉ có một đứa con gái. Qua đây vì chồng, làm lụng vì chồng để build mọi thứ từ tay trắng hết. Tới bây giờ thì hy vọng là em sẽ thấy được cái sự hy sinh của mình. Rồi qua chương trình này thì Nguyên có nhắn gửi đến là các bà mẹ bỉm sữa không? Nguyên muốn nhắn tới bà mẹ bỉm sữa là cái chuyện trầm cảm là cái chuyện mình phải tính tới trước. Nhiều khi mình nghĩ là trời, cuộc sống mình nó quá đầy đủ, ở Việt Nam quá vui vẻ thì làm sao mà trầm cảm được. Không, nó tới lúc nào mình không biết luôn. Nhiều khi có những lúc mình cái suy nghĩ mình nó dại khờ mà mình sau mọi chuyện mà nó trở xấu lắm, mình nghĩ vậy nhưng mà lúc đó thật sự là không control được. Mình phải chuẩn bị, là cái bước đó là phải chuẩn bị trước rồi. Nguyên cũng muốn nhắn nhủ với mẹ ở Việt Nam là biết là mẹ lo, biết là mẹ thương nhưng đừng lo nhiều quá, tại Nguyên cũng lớn rồi thì cũng sẽ handle được mọi thứ ở đây tốt thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ cứ giữ sức khỏe Việt Nam với lo cho hai đứa cháu. Tại còn hai đứa con của người anh á, mẹ cũng lo cho hai đứa cũng đủ drama rồi nên thôi đừng lo, lo nhưng lo đừng lo quá nhiều. Nguyên sẽ ổn. Lâu lâu thì buồn có cơn vậy thôi nhưng nó cũng qua. Công nhận người phụ nữ mình nó mạnh mẽ thật sự luôn á chị. Trời, em phải lấy chồng Mỹ ra nó biết nó khủng khiếp tính. Không, chồng nào nó cũng có cái vấn đề hết á chị ơi. Chồng nào cũng có vấn đề hết trơn. Nhưng mà ít ra là em có thể kiểu communicate mỗi nhà mỗi cảnh. Thực sự cái này mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà khi mà Hiền nghe được những cái lời nói, những lời nói mà Nguyên gửi gắm cho mẹ của mình á, Nguyên nói là Nguyên sẽ ổn. Nhưng mà đối với người mẹ thì đứa con của mình á giống như mẹ Hiền vậy. Lúc tới bây giờ mẹ Nguyên vẫn biết con là mãi mãi vẫn là con của mẹ, 80 tuổi cũng vẫn là con. Cứ mỗi lần gọi cái con ổn không, con ổn
Nhưng mà người mẹ đúng, sẽ nhìn thấy được cái gương mặt của mình. Nhưng mà Kim Hiền hy vọng rằng là qua chương trình này thì mẹ sẽ cảm thấy là nguyên ổn, yên tâm hơn.